Bạn đã biết cách tạo bộ nhớ điện thoại chưa? Hãy làm theo mình nhé. Bước đầu tiên bạn hãy vào cài đặt đây. Rồi bạn sẽ kéo xuống là phần là chăm sóc thiết bị nè. Đó. Rồi bạn sẽ bấm vào tối ưu ngay. Ok. Rồi sẽ chạy hết. Bạn sẽ bấm chữ hoàn thành. Rồi bước kế tiếp bạn sẽ bấm vào chữ bộ nhớ. Rồi bạn sẽ kiểm tra, bạn dọn dẹp ngay. Ok. Còn phần cuối cùng là bạn sẽ kiếm cái phần là ứng dụng. Rồi bạn sẽ vào giải phóng từng file ứng dụng. Đây bạn vào ứng dụng. Rồi bạn xem ứng dụng nào hay mở đó, bạn sẽ bấm vào. Rồi nó sẽ ra cái mục là, rồi mình sẽ chọn một cái ứng dụng Chrome đi. Rồi mình sẽ vào cái mục lưu trữ. Rồi bạn sẽ kéo lên lưu trữ. Rồi bạn sẽ bấm số bộ nhớ che. Đó, tương tự những ứng dụng khác bạn cũng làm như vậy thôi. Thì mình sẽ vào những ứng dụng mà sử dụng thường xuyên, nó sẽ có bộ nhớ che nhiều hơn. Thì đây mình sẽ vào bộ nhớ cái Facebook thì mình hay sử dụng, cho nên xóa bộ nhớ che luôn. Đó, mình vô lưu trữ nè, rồi xóa bộ nhớ che. Đó, thì bạn cứ làm như vậy là bạn sẽ giải phóng được số lượng đáng kể cái lưu lượng thẻ nhớ của bạn, để điện thoại bạn chạy mượt hơn. Vâng, cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy chia sẻ đến nhiều người để họ biết cách để tối ưu hóa điện thoại của mình nha. Cảm ơn các bạn.